Chị, hiện tại á, đây là đường vào trước nhà mình, là đây là đường ô tô rộng hơn 4 mét nè. Sau này là quy hoạch mở rộng 16 mét, đường này là ô tô là 16 chỗ chạy vào tận nơi thoải mái luôn. Và đây là đặc biệt, đây là đường thông, thông qua đường Lạc Hòa 2, thông về khu dân cư. Đây là khu trung tâm của xã Diên Hòa, gần chợ, gần ủy ban dân xã, gần các tiện ích xung quanh, gần khu đô thị hành chính mới của Diên Khánh. Tương lai Diên Hòa sau này rất là tiềm năng. Đây, diện tích là anh chị thấy từ cái trụ đây nè, lô đất của mình cũng trụ ranh rõ ràng rồi, từ cái trụ này ngang qua đây là 15,2 mét mặt tiền, dài là 33 mét. Nó hậu phía sau là 15,8 mét, là có 60 mét đất thổ cư và còn lại là quy hoạch thổ cư hết. Trên đất là để có sẵn một căn nhà có 4 củ như thế này. Với một cái nhà vườn ngang 15 mét như thế này thì ở đây ví dụ như anh chị là mình có thể là sửa rộng cái cửa này ra là để ô tô vào tận sân thoải mái luôn. Với một diện tích rất là hợp lý để cô chú anh chị làm nhà vườn 525 mét vuông. Sau khi trừ quy hoạch giao thông á, diện tích thực tế sẽ còn lại là 472 mét. Với giá là chỉ 5 triệu rưỡi cho 1 mét thôi, 2 tỷ 6. Nguồn gốc đất dân các bán, điện nước đầy đủ. Hiện tại là trên đây là có một cái nhà cấp 4 cũ á, thì cô chú anh chị nào mình yêu thích nhà vườn á, thì mình sẽ sửa lại tận dụng bộ khung nè. Ở đây là lâu nó cũ là nó có những cái vệt nứt trên tường á, là mình làm cửa lại. Tận dụng mình sẽ làm lại một cái nhà vườn không gian mở rất là đẹp. Đây, hai bên. Ở đây là cũng có một đường đi ra phía sau. Trên đất là hiện tại là trồng rất là nhiều chuối nè và mít. Chỉ với 2 tỷ 6 thôi, rất là đẹp. Đây, căn nhà cũ như thế này thì em sẽ đi sơ về kết cấu trong căn nhà cho anh chị mình xem. Hiện tại là nhà là cô chú là đóng cửa là để bỏ chuối với lại một số đồ về trồng đi làm vườn này. Đó anh chị thấy nè, làm cỏ làm vườn rồi đây. Chuối ở đây trái rất là to, rất là tốt trên đất của mình luôn. Đây, trong đây là có một cái nhà cấp 4 cũ. Nhà cấp 4 cũ á. Bóng điện ở đây thì nó cũng hư, điện nước vẫn còn nha anh chị. Đó, để mình ví dụ anh chị được thích đó, thì em quay như thế này để mình có thể là mình lên ý tưởng, mình làm lại bộ khung, mình cải tạo, mình sửa lại để mình làm một cái nhà vườn. Tại vì cái này là bán đất tặng kèm nhà cũ thôi. Đó, anh chị nào mà yêu thích mình có thể là setup mình làm lại thành cái kiểu nhà vườn, nhà ngói. Kiểu nhà Ba Gian của những ngày xưa đó anh chị. Đó, anh chị nào yêu thích một nhà vườn hồi cổ thì ở đây mình có thể là sửa lại, lợp ngói rồi mình làm nhà tân trang lại mới kiểu một cái nhà vườn. Thay bằng ngói đỏ thì mình sẽ thay bằng ngói mái Thái vào rất là đẹp, một kiểu nhà Ba Gian của người Nha Trang ngày xưa giờ. Đất thì bằng phẳng vuông vức trước sau, và đặc biệt sau đất của mình đó là có thêm một phần thừa khoảng tầm 100 mét đó anh chị. Ở đây là có cái giếng. Anh chị thấy là đây là một cái miếng đất này rộng nè, của người dân, người ta cắt bán một cái phần này ngang 15 mét họ bán bên đây và phần bên đây họ giữ lại. Đó, đất ở đây thổ nhưỡng rất là tốt, trồng chuối rồi. Rất là đẹp luôn. Gần Nha Trang, cách Nha Trang chỉ 14 km đường ô tô thôi. Đường hiện tại là đường 4 mét, sau này quy hoạch mở rộng 16 mét luôn. Quá đẹp và tiềm năng. Chỉ 5 triệu rưỡi cho 1 mét thôi anh chị. Đây, càng trái nè. Chuối mít rồi rất là nhiều. Tại vì anh chị thấy đây là cái vườn người dân chăm, người ta trồng kỹ á, cho nên là hầu như trái rất là đẹp luôn, rất là to. Sẵn một vườn luôn. Và đây là cái đường ranh chỉ nè. Đường ranh ranh chỉ cọc tranh rõ ràng, thì sau này là đóng trụ bê tông rồi người ta rào ngăn hai bên riêng riêng biệt luôn anh chị. Đó. Đây, ngăn hai bên riêng biệt hết. Chuối nè. Phía sau nè anh chị thấy là mình có một cái vườn chuối từ cọc đây ngang qua đây là 15,8 mét, và mình còn phía sau của mình là giáp một cái hồ nước, gọi là cái bầu nước đó, đất hon, cho nên là mình có thể là phần thừa ra mình còn dư cái 100 mét ngoài đây. Đó, đây là phần bồi thừa nè, mình có được thể là tận dụng ra, mình đổ xét tới đây là được cả 100 mét. Đây là phần phần bầu nước hon, cho nên thứ nhất đó là có một cái khoảng nước để tưới tiêu, cái hai là cũng là một cái khoảng là để mát cho trong nhà, giống như là một cái nhánh sông 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 cạn anh chị ạ. Đó, một cái bầu nước cọc ranh rõ ràng hết. Đây, đây là vị trí của mình nè, cây cọc là để bán tọa độ nè. Đó, trên đất là anh chị thấy là có rất là nhiều chuối và mít, đặc biệt là mít ở đây những cái cây nhỏ nhưng mà trái rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẻ luôn nè. Đối với anh chị mà yêu thích nhà vườn thì để có sẵn chỉ bằng tiền đất thôi, mà có sẵn một vườn cây ăn trái như thế này thì rất là tuyệt vời. Đó, em quay cho anh chị xem nè, chỉ 2 tỷ 6, 5 triệu rưỡi cho 1 mét vuông, giá cực kỳ tốt. Hiện tại khu vực Diên Hòa này là giá đã từ 8 triệu tới 10 triệu một mét rồi. Nè, chuối nè.
Ở đây là vườn này là có người chăm cho nên cây cối cực kỳ tốt luôn. Đây, thổ nhưỡng rất là tốt nha anh chị. Cây mít nhỏ như thế này mà trái nè, rất là sai trái luôn. Ở đây có mấy cái mít, nó trái quá trời luôn nè. Để chưa? Đó. Cây thì nhỏ nhỏ thôi mà trái cực kỳ nhiều luôn. Anh chị nào mà yêu thích mà nhà vườn thì có sẵn một vườn cây ăn trái như thế này thì vào mình làm nè. Giống như đây là phần thừa nè, em yêu thích anh chị là ở đây là mình cứ đổ thêm ra phần thừa là mình rào vào đây thêm, mình dư thêm khoảng tầm 100 mét nè. Tại cái bầu này hoang nè, mình đổ ra phần bồ đây nè, đổ ra mình rào như bên này là mình sẽ lời thêm được cái 100 mét đó, mít nè. Và tiềm năng sau này còn quy hoạch mở rộng đường 16 mét, còn hiện tại là đường ô tô thoải mái luôn, rất là đẹp luôn anh chị đó. À, nguyên một vườn là mít nè, chuối rất là, anh chị nhìn cái lá này rất là tươi tốt luôn. Ở đây mà anh chị là thứ nhất mình đổ đất ra, mình ban là đây mình làm một cái hồ kế nhỏ nhỏ, mình làm một bộ bàn chè để chiều ở ngồi đây là ngắm vườn, làm vườn chơi thì rất là tuyệt vời. Trái rất là to luôn, rất là đẹp. Chỉ bằng tiền đất nè, có sẵn một vườn cây ăn trái là vào là mình chỉ trồng thêm cây, mình bỏ công mình chăm trồng thôi. Tại vườn này là đã có cái trái hết rồi. Nè anh chị thấy không? Những cây mít rất là nhỏ. Cái thân này thì chắc có tầm 3 năm tuổi. 3 4 năm tuổi gì đó thôi mà trái nè. Rất là đẹp. Vườn chuối thì cây này buồn này cũng chuối bồ hương ở đây rất là to nè, đó anh chị. Có sẵn một nhà cấp 4 cũ là mình có thể là cải tạo, mình sửa sơ lại là mình có một cái căn nhà vườn ưng ý, nghỉ dưỡng cuối tuần bên gia đình cũng rất là tuyệt vời. Đó, rất là đẹp luôn. Chỉ 5,5 triệu cho một mét thôi. Đây, đó, một vườn chuối như thế này. Quá đẹp luôn anh chị. Không chê vào đâu được luôn. Đó, một vườn chuối tặng kèm nhà 4 cũ, tổng diện tích 525 m², cách Nha Trang chỉ 14 km thôi, quá đẹp luôn. Đó. Rồi, để em sẽ bay một vòng lại cây nhân cao để quý cô chú anh chị mình xem thêm nha. Đây anh chị, với góc bay lai cam này em sẽ bay bán kính một vòng quanh vị trí của lô đất để anh chị xem. Như anh chị thấy là trên đất là có sẵn một căn nhà cấp 4 cũ và khu vực xung quanh là nhiều nhà vườn, nhà mái thái mới xây tại khu vực này. Đường hiện tại là đường ô tô rộng 4 m, sau này quy hoạch mới rộng 16 m. Phía sau là mình ghép một cái bầu sen phía sau, một nhánh sông con đó. Đất bằng phẳng trước sau sạch đẹp, không lỗi, không dính mộ. Xung quanh đất mình là nhiều trồng nhiều chuối nè, mít nè, cây ăn trái. Khu vực này xung quanh ai cũng trồng rất là nhiều cây cối cho nên là thích hợp để cô chú anh chị làm nhà vườn. Khí hậu rất là mát mẻ, thông thoáng. Quá đẹp. Đó, thì nãy giờ em cũng đã review xung quanh thì ít nhiều quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về căn nhà vườn mà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị được đúng mà. Đối với cô chú anh chị nào thích một căn nhà vườn có cây ăn trái, đường ô tô về tận nơi, ngay gần các tiện ích như là khu hành chính mới, gần Nha Trang, thì đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời, chỉ 5,5 triệu cho 1 m². Đó, quý cô chú anh chị nào quan tâm đến căn nhà vườn này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm sẽ mời anh chị đi xem đất thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị. Nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này ạ, Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.